Mỗi sáng thức dậy, tôi có một công việc phải làm hàng ngày với đám trẻ. Bà Sandra Wood đang tới trường để giúp đám trẻ. Cụ bà 72 tuổi này đã làm công việc của một người bà đỡ đầu suốt cả chục năm qua. Good morning, friends. Good morning, friends. Bà Sandra Wood làm bữa sáng cho lũ trẻ. Tại một ngôi trường khác, đồng nghiệp của bà là ông Ronald Lewis cũng đang ở cùng đám trẻ. Tôi đến đây mỗi buổi sáng cố gắng gặp các cháu tại cửa, chào đón chúng bằng những cái đập tay hay ôm. Ông Lewis cố gắng đảm bảo rằng lũ trẻ cư xử đúng mực. Phần lớn những đứa trẻ mà tôi gặp, mấy thằng nhóc, chúng đều rất tăng động, rất nhiều năng lượng. Vì thế tôi giúp bọn chúng bình tĩnh lại. Ông Lewis và bà Út là thành viên của chương trình Ông Bà Đỡ Đầu. Các tình nguyện viên phải trên 55 tuổi và thỏa mãn được một số tiêu chuẩn về thu nhập, điền vào một bản đăng ký trên mạng, vượt qua kỳ kiểm tra thể chất và hoàn thành một khóa huấn luyện kéo dài một tuần. Rất nhiều vị cao niên đã tới với chúng tôi với một mong muốn chân thành là được phục vụ. Tuy nhiên, những người này lâu nay không làm công việc dạy bảo. Họ không còn ở trong hệ thống giáo dục nữa. Vậy nên khóa huấn luyện của chúng tôi đặt ra ba mục tiêu. Thứ nhất là giúp các tình nguyện viên làm quen với những khái niệm từ vựng mới liên quan đến giáo dục. Thứ hai, chúng tôi để họ quan sát và từ bỏ những suy nghĩ lỗi thời về cách bọn trẻ tiếp thu kiến thức. Và thứ ba, chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường giúp các tình nguyện viên cảm thấy mình cũng là một đứa trẻ trong lớp học. Rồi sau đó các ông bà đỡ đầu mới này sẽ được cử đến các môi trường thường lan nằm gần nhà của họ. Giáo viên các trường này rất biết ơn về sự giúp đỡ này. Tôi không biết nói thế nào nữa. Bà ấy giống như cánh tay phải của tôi vậy, hai người rất tâm đầu ý hợp. Bà ấy luôn ở đây để giúp bọn trẻ. Những đứa nhóc cũng yêu mến những người ông, những người bà đỡ đầu này, đối với chúng họ là những người bạn già để trông cậy vào. Ông ấy như ông ngoại của con ở trường vậy. Ông bà của con không đến trường, thế nên con nghĩ thật là tốt khi có người ông khác ở trường. Những người ông bà đỡ đầu này đều là tình nguyện viên, họ chỉ nhận một khoản tiền hỗ trợ rất nhỏ, trợ cấp đi lại và ăn trưa. Có 20.000 người cao niên trên cả nước tham gia chương trình này, chỉ tính riêng tại thủ đô Washington đã có hơn 200 người và 100 người nữa đang nộp đơn đăng ký.